Về làng Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam nhắc đến hai ngôi làng Quan Ốc và Nội Rối, nhiều người khá ngạc nhiên khi biết dù ở cạnh nhau, dễ dàng về mặt địa lý nhưng số lượng các cặp kết hôn của hai làng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ông Diếp Văn Di, 85 tuổi, làng Quan Ốc, cho biết, từ ngày xưa, trai gái của hai làng Quan Ốc và Nội Rối chấm dứt khoát không được kết hôn. Tương truyền có lời nguyền còn được lưu lại, đóng đinh trên cột đình của đình làng Quan Ốc về chuyện này. Ông Di cho biết, nguyên nhân xuất phát từ một câu chuyện được lưu truyền qua nhiều đời ở đây. Ông Diếp Văn Di. Trước đây mối quan hệ của hai làng vẫn đoàn kết cho đến ngày Lý trưởng làng Quan Ốc gả con gái cho con trai của Lý trưởng làng Nội Rối. Thời gian về nhà chồng, một lần, cô con dâu nhìn thấy quyển sổ địa chính của bố chồng và nói cha con ở làng Quan Ốc cũng có quyển sổ màu xanh như vậy. Người bố chồng kinh nói, liền bảo con dâu về nhà lấy cho ông mượn kinh. Vì nghĩ bố chồng chỉ mượn kinh nên người con dâu này không hỏi ý kiến bố đẻ mà về nhà lấy quyển sổ đưa luôn cho bố chồng. Tuy nhiên sau khi có quyển sổ trên tay, Lý trưởng làng Nội Rối nảy sinh ý định chiếm đất. Người này cho các thanh niên giả vờ làm dân chăn dịch để cài, cắm các cột mốc sang phần đất làng Quan Ốc. Đồng thời, vị Lý trưởng làng Nội Rối cũng liên tục nộp thuế đất cho quan trên suốt nhiều năm. Phát hiện bị xâm lăng đất, dân làng Quan Ốc đi kiện nhưng không thành. Họ vô cùng uất hận. Người làng cùng nhau đào một đoạn đường ngăn đôi hai làng để tránh việc bị Nội Rối tiếp tục chiếm đất. Ngay trong đêm, dân làng cũng di chuyển đền, chùa trước đây nằm trong làng, ra phía giáp ranh với làng Nội Rối, ngoảnh mặt về phía làng Nội Rối để khẳng định chủ quyền của làng. Do làm ban đêm nên nhiều người bị tai nạn trong lúc đào, cuốc đất. Cuộc tranh chấp đất giữa hai làng đã có xung đột, đổ máu nên làng Quan Ốc vô cùng bất bình. Sau khi khẳng định chủ quyền, các cụ trong làng họp bàn. Họ cho rằng, nguyên nhân mất đất là do việc con gái trong làng được gả cho người của Nội Rối và vô tình tiếp tay cho đối phương. Từ đó, người làng Quan Ốc thế hệ có lời nguyền con gái, con trai hai làng không được kết hôn. Đặc biệt, con gái buôn bản Quan Ốc không bao giờ được về làm dâu ở buôn bản Nội Rối. Trưởng buôn bản Quan Ốc anh Đinh Văn Hiên. Anh Đinh Văn Hiên 1976, trưởng buôn bản Quan Ốc cho biết, buôn bản có hơn 400 hộ, chủ yếu hèn làm trồng trọt và chăn nuôi. Quan Ốc và Nội Rối nằm cạnh nhau, đứng ở đình buôn bản Quan Ốc nhìn thanh lịch sẽ thấy buôn bản Nội Rối. Ngay từ ngày nhỏ xíu chúng tôi đã được hải câu chuyện này. Hai hôm đó, chúng tôi vẫn đi học, vô chơi cùng các đồng đội ở buôn bản Nội Rối nhưng không yêu nhau, kết duyên. Giữa trai, gái hai buôn bản chỉ tồn tại tình bạn, không có tình cảm nam nữ, anh Hiên nói. Hai ô anh Hiên, câu chuyện xuất phát từ việc tranh chấp đất đai từ ngày xưa. Khi hiện ra, lớn lên, những người thanh niên ở buôn bản đều được hải câu chuyện nên hiện ra tâm lý sợ hãi ngại. Người buôn bản ở đây cũng cho biết, sau này có một số trường hợp trai gái hai buôn bản lấy nhau nhưng không được may mắn, tiện lợi. Bởi vậy, dù có thể là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng người buôn bản càng tin vào câu chuyện trên. Đình buôn bản Quan Ốc được công nhận là di tích cấp tỉnh, đang xuống cấp và trong quá trình tu sửa. Trước đây, có anh làm nghề cho thuê loa đài của buôn bản Quan Ốc cũng hai lòng yêu quý yêu một cô gái ở buôn bản Nội Rối. Tuy nhiên khi tính đến chuyện cưới xin, gia đình hai bên đều ngăn cản khiến họ run sợ rồi chia tay. Hiện, anh này đã lập gia đình với một người thiếu phụ cùng buôn bản, anh Hiên nói thêm. Tuy nhiên, anh Hiên cũng khẳng định, đó là câu chuyện của ngày xưa. Hiện tại quan hệ giữa hai buôn bản vẫn rất tốt đẹp, không xảy ra chuyện xích mích, mâu thuẫn.